Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Điểm tin bóng đá. Quý vị và các bạn thân mến, sau 90 phút không có bàn thắng, U23 Việt Nam và U23 Indonesia tiếp tục bất phân thắng bại trong hiệp phụ và sau đó giải quyết thắng thua bằng loạt sút luân lưu. Cả hai đội đều làm tốt trong 5 lượt đá đầu tiên. Đến lượt thứ 6 thì thủ thành Ari đã không đánh bại được Quan Văn Chuẩn và U23 Việt Nam thắng 6 năm và giành chức vô địch U23 Đông Nam Á 2023. Và như đã chuyển đến các bạn thì ông Shin Tae-yong lại thêm một lần nữa lỡ hẹn với danh hiệu cường bóng đá Indonesia. Kể từ khi dẫn dắt đội bóng này, nhà cầm quân người Hàn Quốc chưa từng giành được chiếc cúp nào ở các giải quốc tế, khi U23 Indonesia đoạt huy chương vàng ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 thì ông Shin Tae-yong không phải là huấn luyện viên trưởng mà là ông Indra Syafri. Chia sẻ sau trận đấu thì ông Shin Tae-yong lại hướng sự chú ý vào trọng tài. Ông cho rằng là trọng tài có nhiều quyết định đã ảnh hưởng đến trận chung kết U23 Đông Nam Á. Chúc mừng U23 Việt Nam giành chiến thắng trong trận đấu này. Tất cả các cầu thủ đều nỗ lực hết sức mình, ông Shin Tae-yong phát biểu sau trận chung kết. Nhà cầm quân người Hàn Quốc không chê trách các học trò của mình. Ông Shin nhấn mạnh rằng là U23 Indonesia chơi tốt ở trận chung kết cũng như là xuyên suốt giải đấu. Ông cho rằng lý do U23 Indonesia không thể vô địch là những quyết định không tốt đến từ trọng tài. Thật không may là trận này đã bị phá hỏng bởi những quyết định tồi tệ của trọng tài. Trước trận đấu, tôi đã nói rằng có nhiều quyết định của trọng tài có thể làm thay đổi kết quả trận đấu. Chúng tôi để cho mọi người xem lại và đánh giá trận đấu. Các bạn thân mến, trong trận đấu tranh ngôi vô địch, Indonesia thi đấu ngang ngửa với U23 Việt Nam và họ thoát được bàn thua trong tình huống phạt đền khi thủ thành Ari cản phá cú đá của Nguyễn Quốc Việt. Còn ở chiều ngược lại, U23 Indonesia cũng có những cơ hội. Ngay sau màn so tài này khép lại thì trang Bola Okezone của Indonesia đã chỉ ra 5 nguyên nhân khiến cho thầy trò ông Shin Tae-yong không thể vượt qua được tuyển U23 Việt Nam. Lý do đầu tiên được tờ Bola Okezone đưa ra là việc đội nhà phung phí những cơ hội ngon ăn. Theo tác giả của bài viết thì U23 Indonesia gặp không ít khó khăn nhưng vẫn sở hữu các tình huống ăn bàn rõ rệt. Tuy nhiên thì toàn đội không tận dụng thành công. Với những cơ hội có được, toàn đội không thể chuyển hóa được. Thực tế có 2 cơ hội thành bàn đến 90% nhưng bị bỏ lỡ, tác giả bài báo nhận định. Nguyên nhân tiếp theo được đưa ra là do thể lực. Tờ Bola Okezone nhận định là các cầu thủ đội nhà phải thi đấu với nhịp độ nhanh trong phần lớn thời gian, do đó là họ có dấu hiệu bị hụt hơi và không thể hiện được nhiều điều khi phải đá hiệp phụ. Theo tờ báo này thì bản lĩnh trên chấm penalty là yếu tố giúp cho Việt Nam chiến thắng ở trận đấu này. Dù Quốc Việt không thể ghi bàn khi đá penalty trong thời gian thi đấu chính thức, nhưng các cầu thủ Việt Nam đã làm tốt trên loạt sút luân lưu. 6 cầu thủ đá penalty của Việt Nam đều có kỹ thuật tốt. Họ đều đánh bại được thủ thành Ari bằng những pha dứt điểm khó. Thực tế, thủ môn của U23 Indonesia cũng đoán đúng hướng vài lần. Dù vậy thì kỹ năng dứt điểm tốt và bản lĩnh của họ khiến cho U23 Indonesia không thể cản phá. Tác giả nhấn mạnh thêm. Vấn đề thứ 3 là nhân sự cũng được tờ Bola Okezone nhắc đến. Trang tin này cho biết là ông Shin Tae-yong chỉ có 18 cầu thủ để đá trận chung kết nhưng bao gồm 2 thủ môn dự bị. Vì vậy mà ông không nắm trong tay nhiều phương án về mặt chiến thuật. Điểm cuối cùng được tờ Bola Okezone đề cập đó chính là thủ thành Ari. Thủ thành Ari là người hùng khi liên tục cản phá thành công trong thời gian thi đấu chính thức. Tuy nhiên phong độ đó không được thể hiện ở chấm penalty. Cậu ấy không thể cản phá thành công ở loạt sút luân lưu. Đáng tiếc là cậu ấy còn sút hỏng quả quyết định khiến cho U23 Indonesia chỉ về thứ hai. Tác giả bài báo trên tờ Bola Okezone kết luận. Trong khi đó thì tờ CNN phiên bản Indonesia thì tỏ ra tiếc nuối khi đội nhà trở thành á quân của giải U23 Đông Nam Á. Theo tờ này thì dù bị ép sân nhưng các học trò của ông Shin Tae-yong đã thi đấu phòng ngự vô cùng kín kẽ, kéo Việt Nam vào loạt đấu súng. Tờ CNN của Indonesia cũng bày tỏ sự thông cảm với huấn luyện viên người Hàn Quốc vì lực lượng không phải mạnh nhất. Ông vẫn đưa được U23 Indonesia vào chung kết và những nỗ lực đó xứng đáng được ca ngợi. Ngay từ ban đầu, liên đoàn đã không đặt mục tiêu vô địch vì không muốn dừng giải vô địch quốc gia. Như vậy là bên cạnh những ngôi sao ở nước ngoài như là Ferdinand, Rafael Schuck, Ivan Zener, ông Shin Tae-yong không thể có những cầu thủ hàng đầu ở trong nước như là Ritho, Ashraf. Chưa dừng lại ở đó, sau khi đến Thái Lan, U23 Indonesia tiếp tục gặp vấn đề khi Komang Tegu và Titan Agung tiếp tục phải chịu án phạt của AFC, còn đội trưởng Bagas Kafa thì chấn thương. Trang báo Indonesia bình luận.
Còn Rupilika thì dẫn lời động viên của Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia, ông Erik Thohir, người đã trực tiếp có mặt ở Thái Lan để cổ vũ cho đội nhà. Theo ông Thohir thì các cầu thủ U23 Indonesia đã bất chấp mọi khó khăn và chơi rất quả cảm ở trận đấu này. Trước hết, tôi cảm ơn sự nỗ lực của tất cả các cầu thủ và ban huấn luyện. Trên thực tế, dù có nhiều cầu thủ lần đầu ra mắt, nhưng chúng tôi vẫn có thể chơi ở cấp độ cao nhất tại Đông Nam Á. Tôi rất cảm động vì đội chỉ có 16 cầu thủ. Chúng tôi có thể chiến đấu đến phút cuối cùng. Kết quả không có lợi cho chúng tôi, nhưng tôi lạc quan rằng giải đấu này sẽ mang lại động lực và tinh thần cho các cầu thủ để tiến bộ hơn nữa, ông Erik Thohir chia sẻ. Trong khi đó, từ Thái Lan, trang báo nổi tiếng của nước này là tờ Sia Sport khẳng định là U23 Việt Nam đã chứng tỏ được vị thế số 1 Đông Nam Á khi bảo vệ thành công chức vô địch sau khi đánh bại U23 Indonesia đương kim vô địch SEA Games với tỷ số 6-5 trên chấm penalty. Cần đánh giá lại rằng, trước giải đấu, U23 Thái Lan được đánh giá cao nhất nhờ lợi thế chủ nhà, nhưng đội bóng này bất ngờ lại thua U23 Indonesia ở bán kết bởi những bài ném biên cực dị, trang báo của Thái Lan bình luận. Có lẽ không chỉ ông Hoàng Anh Tuấn hài lòng khi đội tuyển của chúng ta bảo vệ thành công chức vô địch U23 Đông Nam Á, mà ông Philippe Chuzier cũng phấn khởi trước tín hiệu tích cực cho vòng loại U23 châu Á 2024. Nhìn từ ngôi vô địch Đông Nam Á thì chúng ta có thể nhìn thấy tương lai sáng sủa của tuyển U23 Việt Nam. Đúng như phát biểu trước đó, ông Hoàng Anh Tuấn và ông Sine Yang đều triển khai thế trận tấn công cởi mở, giúp cho màn so tài giữa U23 Việt Nam và U23 Indonesia diễn ra gay cấn và kịch tính. Cả hai đội đều chủ động đẩy nhanh tốc độ trận đấu với những pha ăn miếng trả miếng, chớp nhoáng qua lại. Minh Quang vẫn tiếp tục là cái tên ấn tượng trong đội hình U23 Việt Nam. Tốc độ và sự cơ động giúp cho anh trở thành một mũi khoan lợi hại nơi biên phải của đội tuyển. Ông Sine Yang đã bố trí theo sát người, bọc lót, hòng hạn chế những pha bứt tốc của cầu thủ này. Nhưng Minh Quang vẫn để lại dấu ấn bằng tình huống ra chân, bóng dội của dọc, sau đó tinh quái đưa hậu vệ U23 Indonesia vào thế để kiếm về một quả penalty ở phút 52. Đáng tiếc là Quốc Việt đã thực hiện không thành công. Ở trận chung kết này thì đội tuyển của chúng ta chuẩn bị kỹ lưỡng, khắc chế được thứ vũ khí ném biên lợi hại của U23 Indonesia. Bộ ba trung vệ là Nam Hải, Ngọc Thắng và Duy Cương đều giữ cự ly và hỗ trợ tốt cho nhau. Đức Việt chơi thấp thoáng cho thấy bóng dáng của ông chủ ở khu vực giữa sân. Mặc dù vậy thì vẫn có những tình huống các tiền vệ bọc lót là không tốt, tạo điều kiện cho An Hafid số 15 và Sanata số 9 căng ngang nguy hiểm. Nhưng phải thừa nhận đội tuyển U23 Indonesia rất mạnh trong những tình huống lên bóng với tốc độ cao, buộc hàng thủ của chúng ta nhiều lần phải phạm lỗi chiến thuật để ngăn cản. Đội tuyển U23 Việt Nam dự giải năm nay với tâm thế rất rõ là bước đà cho vòng loại U23 châu Á. Việc ông Hoàng Anh Tuấn lần đầu tiên giữ nguyên đội hình xuất phát cho thấy sự hài lòng về màn thể hiện của các học trò. Trong hiệp 2 thì với những Minh Quang, Quốc Việt hay là Xuân Tiến đều có những cơ hội ngon ăn từ các pha dàn xếp nhịp nhàng kết hợp giữa tấn công trung lộ và xẻ ra biên làm sọc sạch hàng thủ U23 Indonesia. Các đội tuyển U23 Việt Nam thay đổi nhịp độ khi trận đấu kéo dài. Hết hai hiệp phụ cũng khẳng định được các cầu thủ đã biết cách điều chỉnh lối chơi khiến cho U23 Indonesia phải phá sản ý đồ đua thể lực ở những phút cuối. Nhìn lại 4 trận đấu đã qua tại giải Đông Nam Á, thấy được rằng là U23 Việt Nam càng chơi càng tiến bộ, khả năng chơi kiểm soát bóng đã định hình rõ nét và sáng ngước, kể cả trước đối thủ khỏe, giàu thể lực, khiến cho người Thái phải thua tâm phục khẩu phục. Đó là màn trình diễn đáng khích lệ cho tập thể sở hữu độ tuổi trung bình chỉ 19,8, có đúng một ngày tập trung đầy đủ trước khi lên đường. Rõ ràng là ông Philippe Chuzier từ Việt Nam thì có thể mỉm cười chào sân ấn tượng của những nhân tố trẻ như là Nam Hải 19 tuổi, Nguyên Hoàng, Mạnh Hưng, Bá Đạt 18 tuổi, Long Vũ, Đăng Dương 17 tuổi. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn cũng có thể để lại những bình luận của mình ở trong phần bình luận của video. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.